nay mình lại đi câu trôi mè thôi. Thì vẫn xuống cái hồ 150.000 anh em nhé. Thì hôm nay mình trộn hồ nhỏ, không trộn hồ to nữa, tại vì cái hồ đấy nó cũng bình thường, nó nhỏ mà anh em. Mình chỉ sợ mỗi trời mưa thôi, trời mì nếu khả năng sắp mưa rồi. Mình xuống thì là câu tối anh em nhé. Chỗ này 1 cân cắm gạo này, đâm ra là mình cho ít thôi. Mình trộn ít thôi, thì khoảng 5 lạng cắm gạo thôi. Chua mẻ mình để lâu lắm, một hũ anh em này, một hũ mẻ to vật vã luôn này, câu bao giờ cho hết. Thì lấy cái dưới để cho nó ngấu anh em nhé. Do nó trộn ổ nhỏ đâu ra mình lấy ít mè thôi anh em ạ, không lấy nhiều. Với quả này thì mình cho chỉ khoảng 2 bát thính nền thôi, cho khoảng 2 bát thính nền thôi, mình câu mỗi bằng gần như chỉ ổ nó cũng nhỉnh nhỉnh thôi, nó không to như mọi khi đâu anh em. Đó, còn đây là thính nền anh em, thính nền sau khi được gần 1 năm rồi này, cũng chả đến 1 năm đâu, 6 7 tháng này cũng không nhớ rõ, nhưng mà thời cái thùng thính ấy rất lâu rồi đấy anh em. Mình cho 2 bát thôi anh em nhé, tại vì ổ thế nhỏ mà không cho đó, thế thôi. Rồi lại thấy ui mùi thơm, mùi quá thơm anh em ạ. Rồi quay ra đây đó. Sợ mưa anh em ạ, rất là sợ mưa. Mình nhớ là mình có túi trứng gà mà đâu nhỉ? Chết rồi. Ở bịp với nhau à? Đây rồi. Đây rồi anh em, thì cho 2 quả trứng gà thôi nhá. Mai ổ nhỏ thôi, không câu nhiều. Ổ nhỏ mà. Hai em trứng gà công nghiệp.
cắm trứng với thính chảo thì vẫn thế đấy, không 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 rút anh em nhé. Anh quay trộn xong phải đến 3 cân mồi đấy anh em ạ, ngoài kia thì khoảng tầm 5 cân. Rồi thính chảo khoảng tầm này cho nốt đi. Chắc còn khoảng 2-3 lạng thính chảo cho nốt. Rồi. Rồi anh em ạ. Quả trứng gà này bị thung thủng rồi, một quả bị ông mất rồi. Không sao, sợ nó dính vào tay này mùi. Hạt xốp. Rồi, xong ổ thính anh em. Nó khoảng 2 cân rưỡi 3 cân mồi anh em ạ. Đó. Đây thì đồ câu đồ kéo mình chuẩn bị xong hết rồi anh em. Rồi, bây giờ đi rửa giấy dọn dẹp chỗ này thôi. Thế là xong anh em nhé. Khi ra hồ thì mình anh em nhỏ rồi. Hay là ngồi trú mưa, vừa xuống đến hồ phát thì mưa dầm 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 này câu cái gì, bắt đầu mưa to anh em. Thôi cảnh này thì biết làm gì giờ, nó ngồi tí chờ xem là nó tạnh thì câu, còn mưa thì chim cút anh em. Nó mưa cứ lúc nãy nó mưa nhỏ, bây giờ nó mưa anh em nhìn này, ôi rồi nó mưa rào hạt to vãi luôn. Đây cần các thứ vẫn còn đây, chưa ném thính, chưa làm bất cứ cái gì cả, tí nó mà tạnh thì câu, không có thì về anh em ạ. Anh em thì bây giờ nó là mình xuống hồ thì từ lúc 5 giờ cơ, nhưng mà do là mưa, ngồi trú mưa mất hơn 30 phút anh em ạ. Bây giờ là 6 giờ, khoảng 6 giờ kém 20 nhá. Thì bây giờ mình nó vừa tạnh mưa thì trời nó hơi hơi quang một chút. Thì mình ra mình ném thính để xem chút nếu mà nó cứ tạnh mưa thì câu. Đây do là máy quay mình để xa nên là mình về mình nói anh em cho anh em nó dễ hiểu nhá. Thế còn mình không đeo mic nên là có nói thì anh em nghe thì tiếng rất chi là nhỏ. Đó. Đến thì bây giờ bắt đầu mới thả thính anh em nhá. Đấy anh em thấy sấm không? Rất chi là to thì khả năng là vẫn còn mưa rồi. Thì bây giờ tạnh mưa thì mình cứ ném thính đi đã anh em nhá. Thì ở bên cạnh mình đây có một cần nữa thôi. Với mình nữa là hai cần, còn buổi sáng thì câu rất chi là đông. Hồ này thì nó có trôi mè chép nha anh em nhé. Thì mình chủ yếu là trộn mồi trôi mè thôi, còn dính con gì thì ăn con đấy.
Như hôm trước ấy, có cái video trộn cho ông anh thập cẩm chi khươn đấy, mình mới úp cho anh em xem đấy, thì dính ngay chép, dính cả chép đấy. Hôm nay là ngày 24 anh em nhé. Clip này là từ hôm 24, còn mình úp lên hôm nào thì chưa biết được anh em nhé. Tại vì vẫn còn những cái video đằng trước mình chưa có úp, thì cái video nào mình làm xong trước thì mình úp trước. Thì độ này rất chi là nhiều video, mong anh em cố gắng theo dõi. Hôm nay mình mặc cái quần đùi đỏ này đi để cho nó đỏ anh em ạ. Đó thì mình do là câu gần nên là mình lắp phao câu đầu cần thôi anh em nhé. Câu khoảng tầm từ bờ ra nó rơi khoảng tầm 8 mét thôi, 7-8 mét thôi. Mình sẽ tí mình nắm mồi thì mình nắm một cục to nhất thì ném ở đâu thì câu ở đấy. Chắc thì khoảng tầm 7-8 mét thôi anh em ạ, 6-7-8 mét, ăn chung tầm đấy. Thì do là trời nó cũng sắp tối rồi, nó cũng 6 giờ kém rồi nên là mình lắp luôn phao điện anh em nhé. Mình lắp luôn phao điện vào. Sấm to lắm. Câu ngũ anh em nhé, mình đánh ngũ, chuyên ngũ mới tứ thôi, bây giờ không đánh lục nữa. Thì cách đây khoảng 3-4 năm là mình trở đi là mình đã không có lục rồi, chỉ câu tam tứ ngũ thôi. Đó, thì bây giờ mình ra cần câu rồi anh em nhá. Ra cần câu căn ổ. Sấm chớp ầm 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 ầm, không biết là anh em xem video thì có nghe thấy tiếng sấm không. Vừa mưa một trận kinh khủng khiếp rồi, kéo dài khoảng hơn kéo dài khoảng hơn 30 phút rồi. Bắt đầu lắp phao, mình lắp phao và đã sau là mình ra cần anh em nhá, để cho nó có cái độ trũng xuống để mình kéo cước thì cái dây cước nó không bị thụt lên trên. Mình cố gắng quay được cái video mà lúc thả mồi đẹp nhất rồi. Thế còn đây mà hồ này mà cho câu lăng xê thì mình quay cho anh em thì phải nói là mắc phê, nhưng mà hôm nay người ta chỉ cho câu lục thôi anh em nhé. Thì mình cũng biết là rất nhiều anh em câu ở cái hồ này rồi, xem ở trên kênh của mình. Thì mong, thực sự là mong anh em mình xem cái video này thì biết thế thôi, chứ đừng lên bốc phốt với cả chủ hồ anh em nhé. Bốc phốt với chủ hồ thì lần sau ông ấy sẽ soi mình đi câu thì rất chi là ngại. Thực ra nó không vấn đề gì cả đâu, thế nhưng mà người ta được biết là mình không lên cá thì đi câu nó vẫn thoải mái hơn. Thế còn khi mà người ta biết mình lần nào đi cũng được cá thì lúc bây giờ câu nó lại khác. Người ta sẽ soi và quản lý giờ giấc nó chặt hơn, nên là mình không cảm thấy không thoải mái, mình không thích. Thì ở hồ này thì có anh Toản cũng đang xem ở trên kênh của mình và một số anh em nữa thì mình không nhớ tên. Thì mong anh em cái này thì giữ kín anh em nhé. Anh em, thực ra anh em ngồi câu ở hồ này thì nhìn phát là biết là cái cảnh này ở hồ đâu, ở hồ chỗ nào rồi. Đó, thì bây giờ mình đang căn phao này. Thì tạm thời mình để khoảng tầm 1,5 m từ lục lên đến phao, nó khoảng 1,5 m để mình căn nha anh em nhé. Thì vẩy ra dê xung quanh cái chỗ mà mình định câu một chút. Với hai mục đích. Thứ nhất là mình căn phao. Thứ hai là xem có túi ni lông hoặc là đá điếc gì đấy mắc không, để mình còn biết đường mình lựa mình câu chỗ khác. Chứ không có ví dụ mắc đá hoặc là ni lông ở dưới thì tốt nhất là nên chuyển chỗ khác anh em nhé. Chứ còn nếu mà mình ngồi thì cái lúc mà mình thả mình dê thế nào cũng bị mắc. Mắc mà ví dụ như kiểu dính vào cái túi ni lông ấy, mình dê lên thì nó sẽ, nó mình cào lên thì nó sẽ động ổ và bùn biết các thứ nó sẽ lên, thì câu nó sẽ kém hiệu quả đi anh em ạ.
Thì mình rút kinh nghiệm khi mà mấy cái video trước mình quay như này thì không có nói chuyện được, thì anh em xem rất chi là nhiều anh em khó hiểu, nên là mình về mình sẽ nói để cho anh em dễ hiểu anh em nhé. Đó, khi mà anh em ngồi câu thì anh em cố gắng định vị cái ổ câu của mình. Ví dụ từ mình đây chéo ra cái bụi cây kia thì là thả chỗ nào ở trong bụi cây mà khi mà bóng xuống nước đấy. Để anh em biết đường buổi tối căn ổ cho nó dễ anh em nhé. Mình thì thời gian ban ngày thì khá chi là bận, nên là mình chỉ tranh thủ đi buổi chiều hoặc là tối thôi. Thì mình đa số nó đi khoảng tầm 5 giờ chiều. 5 giờ chiều câu khoảng 9 10 giờ tối thì về. Đấy là muộn, còn không có thì 8 giờ 9 giờ là về. Lâu lắm rồi thì mình không đi câu lăng xê, mình rất hy vọng là sẽ có một hôm đi câu lăng xê để quảng cáo thêm về cái lăng xê của mình anh em nhé. Còn những anh em nào mà đã dùng qua lăng xê của mình rồi thì biết rồi. Mình lăng xê của mình thì đóng rất chi là chuẩn. Sáng hôm nay thì mình cũng vừa tiếp một số anh em ở các nơi đến chơi và lấy đồ lăng xê, và có một số anh em đến ngồi chơi uống nước chè trao đổi về kinh nghiệm câu kéo. Mình thì ở Hà Nội, nên là anh em nào ở Hà Nội mà mình không nhất thiết là phải lấy đồ mới qua mình chơi đâu nhé. Anh em nếu mà cảm thấy mà giao lưu, thích giao lưu thì qua mình ngồi chơi uống nước chè thoải mái nhé. Mình ở ngã tư Nhổn. Anh em nào muốn qua chơi thì cứ để lại số điện thoại thôi, là mình alo. Nếu mà anh em chú ý thì ở đầu cái video ấy thì cũng có số điện thoại của mình, anh em chú ý là thấy ngay. Nước ở đây thì nó cũng khá lông, nó khoảng tầm 1,5 m thôi anh em nhé. Ở chỗ mình câu ấy nó rơi khoảng 1,5 m thôi, ở ngoài đấy chỉ khoảng 1,7 m, 1,8 m thôi, nước nó cũng không sâu lắm. Đây là mình câu ngũ chín anh em nhé, tại vì mình đánh mè mà mè trôi thì là câu buổi tối thì nó không quan trọng lưỡi to lưỡi nhỏ lắm, nếu mà câu chép thì cần lưỡi bé hơn một chút thì nó nhạy hơn. Lý do tại sao mà mình câu ngũ tam tứ ấy thì khi mà đóng cá thì nó tỷ lệ của nó bong khó hơn là câu lục anh em nhé. Khi nào mà nó đóng thì nó đóng rất chi là sâu và cá thì nó khó bong hơn. Mình đang câu linh lục là 3.0, cước sượt trong, còn cước máy là 4.0, cước tia chớp anh em, 3.6 cước tia chớp anh em nhé. Bây giờ mình nắm mồi anh em nhé. Thì đây, như cái ổ mồi thì mình vừa trộn ở nhà đấy, mình nắm khoảng mấy cục nhỏ ra đây. Thì hôm nay mình trộn rất ít mồi nhé, bởi vì hồ này nó cũng nhỏ. Mình nắm khoảng 4-5 cục gì đấy ra đây, để tí nữa mình ném xung quanh ổ anh em ạ. Mà mình sẽ nắm một cục to, mình ném hết cỡ, mạnh hết cỡ mà ra được đến đâu thì mình sẽ dê phao vào câu ở chỗ đấy. Và 4 cục nhỏ này thì mình sẽ ném xung quanh ổ. Tại vì mình câu mè với cả trôi nên là không cần tụ thính lắm anh em ạ. Ném xuống nó như cái mâm cũng được, to hơn cái mâm, thậm chí câu mè không thì nó bằng cái chiếu cũng được. Anh em cũng câu được, anh em câu mè không cần ném mồi chính xác lắm đâu anh em ạ. Cứ căn chính xác được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, còn không chính xác được thì áng chừng cũng được. Có thể cái ổ câu mè nó rộng đến cả 1 m, 2 m. Đấy là chuyện bình thường. Thì do là mình trộn mồi ở nhà nó hơi khô, nên là mình cho thêm một ít nước hồ vào để mình cho nó kết dính lại một chút rồi mình nắm thành cái cục to nhé. Anh em đập như mình thì mình đập chặt vào. Mọi khi thì mình có cái túi thả thính, nhưng mà do là cái túi thả thính ấy, không biết à, một lần cho anh Thành mà mình cái túi thả thính của mình cho anh Thành ở trên phố rồi. Thì mình cứ nghĩ ở nhà mình còn màn để mình làm cái gì nhưng mà nó lại không có đấy. Từ hôm đấy đến hôm nay thì mình vẫn chưa tìm được cái vải màn để mình làm túi thính. Thì hôm nào mình sẽ có cái video hướng dẫn anh em làm túi thính sau, túi ném thính đó. Một cục mồi nó rơi khoảng 2 cân, không được 2 cân đâu, khoảng 1,5 cân thôi. Mình nắm hết cỡ ra được đến đâu thì câu ở đấy anh em nhé, nắm chặt nhá. Đó, ok. Mình bây giờ mình sẽ dê cái phao vào cái chỗ cục mồi to vừa mới ném xong, và sau đấy thì mình sẽ ném những cái cục thính con vào khu phao đấy anh em nhé.
sấm chớp rất là to. Thì do là mình biết trước được cái thời tiết rồi, bởi vì đây là mình về nhà mình mới nói vào video cho anh em nghe mà. Thì chút nữa thì nó sẽ mưa mưa mình đến hơn 7 giờ cơ. Thì mình nắm tính xong rồi nó mưa mất hơn 1 tiếng, mưa rào mình không câu được, thì sau đấy thì mình mới câu. Thì kết quả hôm nay thì rất chi là tốt. Thì anh em cố gắng xem video, nghe mình nói chuyện và đừng có tua video nhá. Thì anh em sẽ hiểu được hơn cái cách mình làm và mình ném thính. Nay là mình về mình làm như này thì tất nhiên là hướng dẫn nó sẽ cực kỳ chi tiết rồi. Khi mà cái clip này của mình thì sẽ rất chi là tốt cho những anh em câu lục mới. Mới anh em mới tập câu thì lên xem cái video này thì anh em sẽ học được gì rất chi là nhiều. Đó, anh em căn phao thì câu lục thì anh em căn khoảng tầm cho cái phao nó thò lên mặt nước khoảng tầm 2-3 phân là ok rồi. Do là mình câu đầu cần mình lắp phao câu đêm câu nhỏ nên là anh em không nhìn thấy phao được nhá. Mình đã có bật luôn đèn điện lên rồi đấy, nhưng mà do là trời nó phao nó nhỏ với cả trời nó chưa tối hẳn nên là anh em không thể nhìn thấy phao được. Đó thì khi mà vừa ném xong cái cục to nhất đấy thì anh em cho chính xác thì anh em cứ nhìn thì xốp nó nổi lên ở chỗ nào thì anh em dê cái phao vào đúng cái chỗ xốp nó nổi đấy. Xong là còn mấy cục nhỏ thì anh em ném tiếp vào đấy luôn. Ném tiếp là trúng thì trúng, không trúng được thì nó bay ngược bay xuôi cách 20-30 cm ok hết, không vấn đề gì cả anh em nhé. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình ý, nếu mà thấy video của mình hay anh em hãy đăng ký đi, đăng ký chia sẻ đi, mình gần được 100k sub rồi, sắp được nút bạc rồi, anh em hãy cố gắng ủng hộ đi, còn hơn 30.000 người nữa là ok, của mình được hơn 60.000 người đăng ký kênh rồi thì nó sắp được nút bạc rồi đấy, anh em cố gắng ủng hộ nha. Khi mà được một nút bạc mình sẽ làm một cái chương trình gì đấy để tạo ấn tượng với cả anh em, cho anh em phê luôn, hứa. Cái kênh của mình ấy thì mình có cái gì thì mình nói cái đấy, mình không chém gió giống như kiểu một số các bạn khác để câu like câu view anh em nhé. Câu của mình kênh của mình là có cái gì nói cái đấy, mình rất xin là thật, những anh em mà đã đến đây chơi với mình rồi thì biết tính của mình có gì nói đấy thôi chứ không có kiểu chém gió nha anh em nhé, nói cái gì bằng thật. Đâm ra là cái kênh của mình anh em có thể để ý là không có bất cứ một cái bình luận nào vớ va vớ vẩn cả, bởi vì mình những ai mà nói vớ va vớ vẩn hoặc là thế nọ thế kia thì mình sẽ chặn hết anh em nhé. Nên là kênh của mình cái lượng người theo dõi bị mình chặn chắc là cũng phải đến cả nghìn, nên là lượng view của nó giảm nhé. Nhưng mà mình chỉ cần mình làm mình cảm thấy nói chuyện ra mà nó không áy náy mới lương tâm mình được rồi. Sau khi mà anh em ném thính ra ổ căn để cho mà khi mà biết cho nó ném đỡ phải buổi tối anh em căn cho nó chuẩn nhá, thì anh em sẽ lấy một miếng băng keo y tế, anh em rút một miếng nhỏ và anh em vê vào cái cước ở gần chỗ tay ấy, thì khi mà buổi tối mà anh em câu ấy anh em chỉ cần định vị cái thẳng thôi, thẳng là ví dụ như kiểu anh em căn xuống mặt nước là nó thẳng cái chỗ nào trong cái tòa nhà này chẳng hạn, hoặc là lấy bóng cây kia cái phao nó ở đấy chẳng hạn, và anh em căn thẳng vào, khi mà anh em kéo đến cái chỗ tay chặn ấy đúng cái chỗ mà mình vừa vê cái ego vào, ấy thì nó đã chuẩn ổ rồi đấy. Thì bây giờ còn mấy cục thính con thì mình ném xung quanh ổ thôi, 5 cục anh em nhé, thì mình ném xung quanh cái cục vừa xong đó, thì câu lục trôi mè thì ném ổ không cần chính xác lắm anh em nhé, xuống có thể như cái mâm hoặc là 2-3 cái mâm cũng câu được, không vấn đề gì cả. Rồi thì ném mồi xong rồi, trời là chuẩn bị mưa đấy anh em, xong là mình phải ngồi trú mưa đến hơn 7 giờ mới ra câu được cơ. Đó, bây giờ thì không gió không máy gì cả nhưng mà sấm chớp rất là nhiều.
chuẩn bị mưa đến nơi rồi. Mình nắm tính xong khoảng tầm 5-10 phút thì mưa rào luôn. Lúc mình ra hồ trú mưa xong ra đến nơi ngồi thì nó cũng tối thui rồi. Do là cái lý do là cái hồ này nó soi rất chi là nhiều nên là anh em thông cảm cái lúc mà quay phim buổi tối mình không bật đèn để quay, gần như là mình không bật đèn flash để quay video anh em nhé. Đấy anh em có thể nhìn thấy nhà ngay bên cạnh đây này. Đấy cái nhà xanh xanh này đúng không? Ngay bên cạnh thì chủ hồ nó soi rất chi là ác. Nhưng mà được cá thì thường thường là nó ra nó xem, tất nhiên là không ảnh hưởng gì. Chứ tôi rồi anh em vừa làm thính xong thì nó lại đổi cơn rông đen xì hết trời rồi. Chắc chắn nó mưa rồi. Không biết là có cố được không? Nếu mà cố được thì cố, không cố được thì về anh em nhé. Chắc chắn là mưa to lắm. Anh em nhé, hơn 7 giờ rồi nhé. Trời tối thui rồi. Vừa tạnh mưa xong mình vào trong quán ngồi trú mưa. Đó, bây giờ vừa tạnh mưa xong thì mình vừa ra. Thì lúc lấy mình ngồi đây thì phao nó có phập, ngồi ở trong kia nhìn ra đây này thì phao nó phập phù mấy lần liền. Nhưng mà mưa to quá mình không 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 ra. Hy vọng là tối nay thì sẽ có hàng anh em nhé. Có một cần thủ ngồi bên cạnh thì ngồi từ 2 giờ chiều bây giờ 7 giờ tối về rồi, móm. Không được con nào anh em nhé. Thì đi một mình không có ai quay phim nên là cái lúc mà dòng cá thì mình sẽ không quay được cho anh em. Tại vì đây là câu lục không phải câu lăng xê. Câu lăng xê thì mình có thể từ từ bình tĩnh ra đặt máy quay quay được, nhưng mà đây là câu lục anh em nhé. Rồi anh em đón xem liệu có được con gì không, mồi trôi mè anh em nhá. Đó Thành mình công. câu gần nơi đầu cần này, vừa lên một em nhá anh em nhá. Vừa lên em này xong. Ai, to lắm nhưng mà thôi mình không quay phim nhá, bởi vì không quay nhiều bất đèn. Mình tắt đèn đi bởi vì cái hồ này ấy, chủ hồ nó soi rất chi là kinh khi mà có cá nó có soi con trôi nhá. Con trôi về tầm trên dưới 3 cân anh em ạ. Ok to vật vã luôn này. Đó rồi ok. Mình tắt flash đi. Vừa xong dòng thì rất chi là phê anh em ạ. Rồi bây giờ mình cho cá vợt mình Anh ngồi em mình ơi, ôm hôm ổn nay tí vừa nữa được anh một em nhé. con nữa, con này còn to hơn con kia anh em ạ. Mình chỉ dám bật đèn flash lên một tí thôi anh em nhé. Đó, con này to hơn con kia nhiều. Con này phải tầm 4 cân anh em ạ. Rồi mình tắt đèn flash đi. Tại cái chủ hồ này nó hay soi lắm anh em ạ. Nên là anh em cố chờ đến lúc về mình quay Mà phim anh anh em nhé. em từ cái lúc tạnh mưa đến giờ ra mới ngồi thế nào mới được hơn tiếng đồng hồ anh em nhá. Mới được hơn tiếng đã đóng hai con rồi. Toàn là trôi gấu thôi anh em ạ. Hôm nay mè thì không được nhưng mà được hai con trôi rồi anh em. Nhưng tò mồi của anh trôi rất bén anh em nhá. Đó mình đang cố rình xem có được thêm một gì nữa không. Lúc nãy mưa thì ngấm nó lại mưa thêm một ít thì nó ngấm mưa lạnh lạnh rồi. Hai con là cũng khá rồi. Mình ngồi thêm khoảng tầm tiếng nữa không là mình về, được cũng về không được cũng về anh em nhé. Khoảng tầm 8 rưỡi 9 giờ mình về. Thế hôm nay câu còn chưa được 3 tiếng Con này anh là em. con thứ ba nhá, con trôi gấu, con trôi cụ luôn. Nhìn một tí thôi nhá anh em nhá, một tí về mình quay phim. Rồi. Thôi để tí về mình quay phim đấy nha, nó bận Anh em sáng lên nhá, trời ở mưa rồi. đây ở hồ không quay nha, ra đây mới quay nhá. Trời ơi, anh em nhìn con trôi này, vật vã không? Anh em ơi. Anh em nhìn con trôi nhá. Ồ, vãi đái. Anh em nhìn này, trôi này, tối quá tối quá, không hết được cái tông tông sao hết được. Ui, mình cho vào em này. Mình lấy một con nhé, một con cho bà chị, một con cho ông anh. Đó, ok. Hai con kia xem xét. Hai con này nhỉnh hơn, con này nhỉnh hơn này, con này cũng phải chắc phải tầm hơn 2 cân, 2,5 cân, 3 cân được không? Được. Vậy anh cân thử, hai con tầng tầng bằng nhau mà. Hai con Anh này xem em chim. đây, cháu nó về nhà rồi, ba con nha anh em nhé.
Ba con thì hai con kia tầm 3 cân một con, trên 3 cân này. Con này to nhất thì mình lấy con này nó khoảng tầm 45 cân anh em nhé. Tôi quay phim như này thì không biết là nó nhìn như nào nhưng mà anh em phải nói là cực, cực nó rất to đấy anh em ạ. Để cái tông mới vừa khúc đuôi đây anh em ạ. Để cái tông mới vừa khúc đuôi nhá. Tông cỡ 42 xịn nha, đi 2 năm thì tông to vật đây anh em nhá. Đó. 1 2 3. 1 2 3, 3 ô gạch, 3 ô gạch rưỡi. To anh em. Đấy mồi trôi hôm nay oánh cực kỳ chuẩn nhá anh em nhá. Ôi giời lên bét nhà luôn. Tiếc là mình ở cái hồ đấy nó tối, bởi vì mình lúc dòng mình không quay phim được, con này dòng khoảng chục phút, hơn chục phút mới lên đây anh em ạ. Nhìn nó phê không, hai con kia thì khoảng tầm 5 7 phút thì lên, không có ai quay phim giúp cả nên là mình chịu bó tay không làm được gì được. Đó, anh em thấy bài mồi đơn giản lên 3 chồi củ luôn. À mình bị nổ mất một phát nữa là 4 nhá, con nổ rất 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 to đấy anh em ạ, cũng phải tầm trên dưới con này. Rồi hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau nhá. Đó, em cá này trời ơi cái mình to, con này lên làm món món gì anh em? Rồi làm món gì thì làm phải thịt cho tủ lạnh đã. Trời ơi 3 con trôi gần gần bằng nhau, kinh khủng khiếp. Hồ đấy thì cái chủ hồ này nó soi rất chính là kinh. Nếu mà quay phim quay phim một tối mà đợt bật đèn flash ở dòng tiếp gục ấy thì từ sau đi câu ra đấy nó sẽ soi và nó căn giờ anh em ạ. Bây giờ thì mới có 9 giờ kém 20 thôi, vẫn còn rất sớm nhưng mà thôi đủ rồi, 3 con rồi, về anh em nhé. Rồi mình dừng cái video này ở đây. Anh em là chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi nhá. Để cho mình đủ 100k sub nào, sắp đủ rồi. Đấy, anh em thấy chia sẻ mồi rất chi là thật đúng không? Không bố láo bố toét. Có gì nói đấy thế thôi. Mình rất chi là thật thà, không lưu manh. Nhiều cá nó phê quá anh em ạ. Rồi bây giờ mình tắm rửa làm cá loanh quanh ăn cơm ăn nước xong phải 10 giờ rồi. Hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.